Chưa rời Việt Nam, thầy Park đã nằm trong kế hoạch của Indonesia. Truyền thông Indonesia cho biết với tình hình hiện tại, huấn luyện viên Park Hang-seo hoàn toàn có khả năng sẽ đến xứ vạn đảo làm việc. Cách đây không lâu, bóng đá Việt Nam đã nhận thông tin khá buồn khi huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định dừng hợp tác với Liên đoàn bóng đá Việt Nam sau AFF Cup 2022. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng thông tin thêm rằng trong tương lai ông chắc chắn sẽ không làm huấn luyện viên tại Việt Nam hay Hàn Quốc. Trước tình hình này, nhiều tờ báo Indonesia lập tức vẽ ra những viễn cảnh tươi đẹp về việc sở hữu huấn luyện viên Park Hang-seo. CNN Indonesia viết, huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định rời Việt Nam sau 5 năm làm việc. Ông vẫn chưa có dự định về điểm tiếp theo, nhưng chắc chắn sẽ không phải là Việt Nam và Hàn Quốc. Quyết định này của ông Park là tin vui với Indonesia, không loại trừ khả năng nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ đến thay huấn luyện viên Shin Tae-yong. Nói về việc này, cây bút của tờ CNN Indonesia cho rằng khả năng ông Shin mất việc trong thời gian tới là rất cao và đây chính là điều kiện để huấn luyện viên Park đến xứ vạn đảo làm việc. Cách đây không lâu, huấn luyện viên Shin Tae-yong cho biết sẽ từ chức nếu như chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia, ông Mohammed Iryawan bị sa thải. Giờ đây, viễn cảnh này đang hiển hiện trước mắt. Chủ tịch Mohammed Iryawan đang bị điều tra sau thảm kịch khiến 135 người thiệt mạng. Rất có thể ông sẽ nằm trong danh sách tình nghi và bị cảnh sát bắt giữ. Tờ báo Indonesia viết, thông tin liên quan trước việc huấn luyện viên Park Hang-seo sắp rời Việt Nam, truyền thông Trung Quốc cũng rộ lên thông tin đội tuyển quốc gia nước này muốn có sự phục vụ của nhà cầm quân người Hàn. Thậm chí, có nguồn tin cho biết nếu trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Trung Quốc, ông Park sẽ nhận khoản tiền lên đến 300.000 đô một tháng, tức gấp 6 lần ở Việt Nam.